Nếu chúng ta không hiểu đúng về mình, chúng ta sẽ không đủ sức mạnh để mình làm cho mình giàu lên được. Và mình sẽ bị những lời nói của những người khác làm méo mó niềm tin. Và đến bạn, nghĩ bạn là ai, bạn cũng không biết nữa rồi. Bạn muốn gì bạn cũng không biết nữa rồi. Để nói về hành trình của mình, tôi không phải là một người mà được nâng đỡ để giàu có. Có một ai đó bơm tiền cho mình để làm giàu, cũng chẳng có luôn. Mà mình là tự thân vận động. Và công thức này tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều áp dụng được. Có nhiều người họ giàu nhờ việc là nhậu giỏi, có nhiều mối quan hệ, móc nối được các hợp đồng, giàu. Và chia sẻ lại, mình phải nhậu giỏi thì mình mới quan hệ tốt được, thì mới giàu được. Thì công thức đấy có thể áp dụng được người đấy, nhưng không áp dụng được cho tôi, bởi vì tôi không biết nhậu. Rồi mọi người ngày xưa dạy, tôi đi học còn phải dạy cả 10 điếu thuốc lá. Đã từng nghĩ đến những chuyện đấy chưa cả nhà? 10 thuốc lá như thế nào cho lịch sự? Tôi bảo tôi không biết hút thuốc lá, cho nên tôi cũng chẳng mời ai cả. Tôi chỉ làm cái thứ mà tôi có thể làm mà thôi. Đi bán hàng. Không xin tiền ai hết, không cúi đầu với ai hết, không nhờ cậy ai hết. Thì lúc đấy bạn sẽ chả có cái gì mà phải nghĩ hết, mà phải ngại hết. Phải vậy không? Tự bạn làm. Nhìn lại không xấu hổ với ai, tự hào với chính mình. Mấy thằng nhiều tiền hơn mình mặc kệ, bởi vì tôi cũng tự làm mà, tôi có xin ông đâu. Ông nhiều hơn tôi thì kệ ông chứ, có phải vậy không cả nhà? Ông nhiều hơn tôi một cái nhà, ông nhiều hơn tôi một cái xe cũng không có ý nghĩa gì cả. Chả có ý nghĩa gì. Chúng ta giống nhau bởi vì chúng ta đều giàu hết rồi. Còn có bao nhiêu tiền có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ nó chỉ ở ý nghĩa là số tiền đó bạn làm được gì cho xã hội thôi. Đối với tôi thì tôi chia sẻ giúp cho mọi người trở nên tốt hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn. Đấy là giá trị của tôi, đúng không? Giá trị của ông có nhiều tiền thì ông thích làm gì thì ông làm thôi. Thế hỏi là đi gặp những người nhiều tiền hơn mình có gì phải ngại không? Mà chả có gì mà ngại cả. Ai cũng có giá trị và chúng ta hiểu cái giá trị đó. Bạn bây giờ có gì để tự hào? Một là tôi đang trong quá trình tự phát triển đây. Đó là điều tự hào chưa? Có nhiều người ở ngoài kia vẫn đang dè bỉu cái việc này của chúng ta. Có không? Bạn đã khác biệt. Và có nhiều người hơn nữa thì chúng ta đã bắt đầu là gì ạ? Học tập được nhiều rồi và chúng ta giúp đỡ nhiều người khác thay đổi. Có ai đó được bạn bè mình mời đến đây học không? Giơ tay. Rồi. Thì chúng ta thấy không ạ? Đó là giá trị để chúng ta tự hào đấy. Những người được mời đến đây học cảm thấy lớp học này thế nào? Giá trị không? Có. Thế thì những người mời kia kìa, bạn vui được rồi, cười được rồi. Bạn đã giúp cho người đó thay đổi. Còn đừng kỳ vọng là người đó phải có hàng tỷ đồng, 100 tỷ đồng ngay lập tức nữa. Đầu tiên là phải thay đổi cái gì cả nhà? Tư duy đã. Rồi sau đó về nhà làm sau đó thì mới có tiền được. Chứ đừng mà bao giờ người đấy phải giàu đó em mới tự hào. Không phải. Bạn giúp người ta tích cực hơn, đấy là điều tuyệt vời. Có những người tu vài kiếp không tích cực nổi. Có những người như vậy không cả nhà? Nhiều lắm. Thế cho nên là bạn hoàn toàn có quyền để tự hào rồi. Nhớ nhá, tiền bạc là một khía cạnh, còn nhiều khía cạnh khác. Sự mạnh mẽ, đầu tiên là tập trung. Số 2, cái sự mạnh mẽ số 2 của chúng ta. Sự mạnh mẽ số 2, đó là không quan tâm.
không quan tâm. Không quan tâm là cái gì cả nhà? Không quan tâm đến cái gì ạ? Không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần mình nghĩ đúng về mình. Để nghĩ đúng về mình ấy, nó là cả một vấn đề. Bởi vì hàng ngày chúng ta bị tấn công vào tư tưởng. Có phải vậy không cả nhà? Và tư tưởng nó sẽ bị sai lệch đi rất nhiều. Tôi nói điều này đúng không? Bạn cứ muốn làm gì một cái, ngay lập tức bạn bị đập ngay. Không phải đánh đập, là bị những lời nói đó vùi dập. Và dần dần cái niềm tin của bạn về chính bản thân của bạn bị méo mó đi. Và cuối cùng chúng ta trở thành chẳng là ai cả. Không là ai cả. Đi họp phụ huynh mình không là ai cả. Giáo viên và nhà trường rất quý những phụ huynh có điều kiện. Có phải vậy không cả nhà? Nói là nó hơi làm cho mọi người cảm thấy không đúng. Nhưng thực tế nó là như vậy. Nó là như vậy. Gọi là không là ai cả. Mình đi ăn cưới, ngồi một chỗ, không là ai cả. Đáng nhẽ bạn thấy những người giàu đi ăn cưới không? Tay bắt mặt mừng, chủ nhà ra tiếp đón tức bừng khói lửa. Những người khác đến hỏi anh dạo này làm ăn thế nào, tốt không? Có phải vậy không? Thực tế đấy. Và chúng ta nhìn vào thực tế như vậy. Nếu chúng ta không hiểu đúng về mình, chúng ta sẽ không đủ sức mạnh để mình làm cho mình giàu lên được. Và mình sẽ bị những lời nói của những người khác làm méo mó niềm tin. Và đến bạn nghĩ bạn là ai, bạn cũng không biết nữa rồi. Bạn muốn gì bạn cũng không biết nữa rồi. Và cuối cùng mình là không là ai cả. Nhớ từ khóa là không là ai cả. Đi đâu cũng không là ai cả. Lúc đấy mình lại tự an ủi là mỗi một người trên thế giới này đều có giá trị riêng. Lúc đấy lại đi học, tìm về chính mình, thấu hiểu nội tâm. Đúng không? Học đi làm cha, làm mẹ. Chưa giàu đừng học mấy cái đấy. Nó làm cho mình yếu đi. Cứ suốt ngày là phải dạy con thế này, dạy con thế kia. Công thức dạy con như này, công thức dạy con thế kia. Nấu ăn mấy giờ, nói chuyện thế nào. Chú ý lời nói, ngôn từ. Đối với tôi không cần. Một đứa ăn nói sức sược, nhưng chưa chắc đã láo. Và có những đứa nói chuyện rất lịch sự, nhưng lại mất dạy vô cùng. Có không? Cứ cố gắng huấn luyện chúng nó trở thành ai ấy? Sống thực tế. Trở thành một người bình thường. Đối với tôi, trở thành một người bình thường. Ra xã hội, nó tự chủ được. Và điều gì để nó trở thành một người tự chủ được? Nó nhìn vào bố và mẹ nó là những người tự chủ. Chỉ có cái đó thôi. Muốn dạy con đạo đức đúng không? Bố mẹ là người đạo đức đi. Thế thôi. Mà để đạo đức được thì phải làm gì? Đạo đức thực sự nha. Không phải đạo đức bằng mồm, gọi là đạo đức mồm. Đạo đức mồm là gì? Nói rằng tôi rất yêu người đó, nhưng không bao giờ làm được gì cho người đó cả. Có không? Khi họ khó khăn cũng không làm được gì cả, nhưng mà tôi lo cho bạn lắm. Lo thì được cái gì? Chả giải quyết chuyện gì cả. Thực tế, bạn có điều kiện đúng không? Bơm, hỗ trợ đi. Giúp nó vượt qua khó khăn đi. Cho nó tiền, nó mua cái ô tô, cho nó di chuyển. Cho nó vay tiền, nó mua cái nhà, để cho nó làm ăn. Đúng không? Bố mẹ có tiền, bơm cho bố mẹ sống sướng lên tí. Đấy là đạo đức thực. Đạo đức thực. Tất nhiên thì có nhiều, mỗi người một quan điểm. Và Phật ở tại tâm, chỉ cần mình nghĩ tốt thì mình là người tốt rồi, thì đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu buông bỏ, đừng đi cạnh tranh như vậy nữa, thì ok. Nhưng vấn đề ở đây là mình đang cần có nhiều hơn nữa. Mà tinh thần mình yếu đuối như vậy, mình làm sao được? Mình phải mạnh. Đó, high five là phải mạnh mẽ.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.